Đủ rồi anh, 100 triệu đúng không? Nếu mà đưa cho anh 100 triệu á thì anh sẽ đưa kênh YouTube lại cho tụi em đúng không? Đúng rồi, 12 giờ ngày mai mang 100 triệu tới đây, anh sẽ đưa kênh YouTube lại cho. Hello là ok. Thì bây giờ đó cả nhà, anh Sen cùng với chị Hiền, Su Bông sẽ bắt đầu triển khai cái kế hoạch lừa cái tên mũi to nha cả nhà. Thì lừa bằng gì Hiền? Bây giờ mình đi mua tiền âm phủ để mình giả vô thành tiền thiệt đó cả nhà. Cả nhà, thơ nó yêu cầu một lúc 200 triệu. Tiền đâu mà có, làm sao mà chuẩn bị kịp được. Vì vậy á, chỉ có tiền âm phủ thôi. Thì bây giờ thì Hiền để là mua tiền âm phủ ở đâu? Giờ ra chợ chứ mua ở đâu? Mà nhưng mà sau khi mua tiền âm phủ về rồi, anh em mình cần phải làm sao mà sắp xếp cho nó giống tiền thiệt chứ. Tôi nó cũng ghê gớm lắm á, nó mà phát hiện ra chắc nó quýnh anh em mình bầm mặt bầm dập luôn á. Không sao đâu, bữa nay tiền âm phủ họ làm giống tiền thiệt lắm cả nha, nó phải quan sát kỹ nó mới biết được, cho nó đứng như từ xa là nó không nhận ra đâu. Ồ, hay á. Được rồi, với lại Hiền, anh nghĩ á, mình mua tiền đô á mọi người, thằng đó nó bây giờ xài tiền đô đâu, mua tiền đô là nó không có biết. Anh nghĩ á, sau khi mà mua xong á, mình còn mua thêm một cái bẫy chuột nữa Hiền. Cái bẫy chuột mà kiểu mà bỏ vô mình bỏ cho cái hộp sẵn đó, đút cái tay vô để kịp. Để kịp cái bụp một cái. Đúng rồi mọi người, với lại mua tờ tiền, mấy tên nó có tờ tiền 1 tỷ. Mua nó sao rồi đó. Ok rồi nha. Bây giờ anh xin cùng với Su Bao sẽ lựa đi mua nha. Rồi đây. Đó. Ở đây chính á. Thì đây nè cả nhà, ở gần đường trên nhà anh Sen á là đường này họ có bán tiền giả nhiều lắm đó. Bây giờ anh Sen sẽ đi mua tiền giả để trao đổi cứu cái kênh YouTube của anh Sen trước khi mà bị biến mất nha cả nhà. Đâu chỗ này Huyền? Cái thằng này nó tới đây. Anh nhớ ở đâu đây? Nè sao nè? Đóng cửa rồi sao? Đây nè. Đây. Cô cứ lấy cái tiền gì mà đó. Ờ dạ rồi, là 500 này hả? Một lắp sắp là bao nhiêu tiền? 5,5 mà. Ờ vậy thôi lấy một, lấy 10 sắp luôn đi. Đó. Có sắp 200 rồi hả? Lấy sắp 200 rồi cô. Sắp đi. Lấy 5 lọ 5 kia. Dạ 5 lọ 5 kia đi. Dạ, bao nhiêu tiền? 15 ngàn Hiền. 15 ngàn. Đây, cứ 50 này. Đây, bác 15 ngàn. Đây cả nhà, anh Sen đã mua rồi nha cả nhà. Tôi nó yêu cầu 100 triệu nhưng mà hiện tại anh Sen mua hết 15 ngàn thôi. Đó, quá trời luôn này. Nó nhận lại không? Bây giờ gì nhét giấy vô nữa. Đây nè, tôi 500 ở dưới nè. Đây nè. Có lợi làm ứng hợp đúng với tiền mình luôn á. Không, tiền đây là giống. Mỹ tiền có 15 nghìn mà đòi gì giống. Có hạn nó làm ứng hợp tiền mình luôn. Không, tiền là tiền xài chung luôn á. À, con đưa 50 đúng không? Bé có tiền đô không? Có. Lấy con sắp tiền đô ở đây. Tiền đô thì lại có y chang vậy hả? Bây giờ cả nhà, anh Sen sẽ mua tiền đô nữa nha cả nhà. Tại vì tiền Việt á thì vẫn chưa đủ 100 triệu. Đó, phải mua tiền đô nữa mới đủ được. Tiền đô quy ra nó mới nhiều tiền được cả nhà. Thôi bỏ quần nó đâu đợi đi. Cái này mọi người tới mọi người mua. Ủa cái đầu mày mua. Ủa chị Hiền nhớ là thằng nó có làm tờ 500 giống như tiền thiệt của mình lắm cả nhà. Đâu lấy mấy sắp cháu. Dạ. Đâu lấy mấy sắp. Lấy con sắp đi. Ý tôi sắp đó nhiêu tiền? 15 ngàn. Hả? 15 ngàn. Ờ lấy sắp luôn 15 ngàn để về quay được. Ờ 15 ngàn. Rồi có con 5 ngàn. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi này Hiền tiền nè. Ok thì đây cả nha. Đây cả nha. Anh sẽ để mua. Anh sẽ tính rồi. Đó, nếu mà anh Sen chỉ mua mà cái sắp 500 đây nè, đó với lại sắp 200 đây á thì là không đủ. Tại vì anh 100 triệu nó rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh Sen mua thêm một sắp ở giữa mọi người. Ờ một sắp tiền đô. Tiền đô nè, tiền đô 100 đô là 2 triệu mấy rồi. Một sắp đây chắc chắn đủ luôn. Sau đó anh Sen sẽ kẹp vô. Đó. Xong rồi anh Sen sẽ gói lại. Đó là chắc chắn luôn là tôi đó sẽ không nhận ra đâu. Ngoài ra á anh Sen sẽ mua thêm một cái bẫy chuột nữa để anh Sen đặt lên đây. Đó, để lỡ cái gì mà tôi đang thò tay vô nó sẽ kẹp vô cái tay tôi nói như vậy nha. Thì hợp lý không? Nhưng mà bây giờ anh em mình cần phải về làm sao đóng gói để cho nó y chang chứ, để vậy là chắc chắn nó biết luôn á.
tại vì mình về mình tự thiết kế bảy chục đi chứ người ta gì có bán. Ok các em fan, thì bây giờ á anh Sen cùng với chị Hiền đã có mặt ngay tại căn cứ chính của bọn của team anh Sen để có thể chế tạo ra vũ khí và bao tiền lại để cho cái tên mà mũi to không nhận ra thì các anh mới thành công được. Thì chị Hiền á là chuyên gia gọi là gì, chế tạo đúng không? Đúng rồi hai. Chị Hiền có thể làm cho tên nó không nhận ra, bây giờ Hiền làm sao? Giờ về lắm hai, giờ mình thả bì ra. Thả bì ra. Vì hai phụ em nha, cho nên nó có học bỏ chia ra từng bì với cả nhà. Mình đừng có để bì vậy nó biết. Đúng rồi. Là đâu có ai để tiền trong mấy cái bì vậy đâu. Không ai để tiền trong bì hết, bây giờ bắt buộc phải lấy tiền ra cả nhà. Nhưng mà mong sao anh đừng có đọc thấy tiền âm phủ là chết luôn á. Nè đâu, cái tên này nó thấy vậy cho nó làm nó không được thông minh lắm. Đúng rồi, nó mũi to làm sao thông minh được hiện. Rồi lấy ra, lấy hết tiền ra. Rồi mình lấy hết tiền ra đã. Rồi nè. Đó. Trong đây luôn nha mọi người. Đó, bây giờ là phải sắp xếp vô để cho tên nó ngồi xuống. Xuống, ngồi xuống. Ngồi đi, đợi chị Hiền làm. Đó. Đó. Ok, rồi, sao nữa? Kệ đây nữa. Đây là tiền đô này cả nhà. Đó, cái tiền đô này mình bọc sao, Hiền làm đi. Bây giờ mình bọc như này cả nhà. Mình bọc vậy rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi xong rồi mình lấy bớt ra, mình lấy bớt một sắp ra này cả nhà, mình bọc lại vàng nữa nè. Mình bao lại bốn góc á. Có nghĩa là làm cho đúng nó. Đúng rồi. Vậy nó vậy sao nó thấy được tiền đồ ở trong? Thì mình bao một góc vậy thôi. Chị thông minh quá cả nhà ơi. Cả nhà. Thôi mình sắp xin kỹ đó mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy tiền đô ra. Lên. Đây lấy tiền đô đi. Tiền đô ra luôn cả nhà. Cả nhà, bây giờ đây á là mình phải xếp ở ngôi thì... Tại vì á, nó không có biết tiền đô ra làm sao đâu. Nó cầm lên nó cũng không biết là tại vì chữ tiếng Anh mà. Ờ tiếng Anh đâu. Tiếng Anh cả nhà, nó không biết được. Đúng rồi, đây còn... tiếng Anh nó ghi ngân hàng địa phủ nước Anh nó cũng đâu có biết đâu mọi còn người. Còn ở đây là có ghi chữ ngân hàng địa phủ nó biết. Đúng rồi, còn cái ngân hàng địa phủ nước Anh nó họ ghi tiếng Anh nè. Ờ nó đâu có biết đâu. Có nghĩa là tiếng Anh thằng đó nó không biết tiếng Anh đâu. Đúng rồi, nó nghĩ nó sẽ nghĩ tiếng này tiền thiệt nè. À hay. Bây giờ mình bỏ tiền này ngôi. Mình bỏ tiền Việt ở trong. Đúng rồi, hay á cả nhà. Cái tên này á nó không đi học, nó mới đi lấy kênh YouTube của anh Sen thì làm sao mà nó biết tiếng Anh được. Đúng rồi, nó chỉ người lấy tiền đô là nó thực sự chất là nó như vậy. Bây giờ mình gói như này cả nhà. Rồi bây giờ lấy giấy thun cột lại. Bây giờ mình lấy giấy thun cột lại. Cuốn giấy thun lại. Đó đúng rồi, đó cả nhà cuốn lại. Mà mình đặc biệt mọi người phải xếp như nè. Một đầu dày để nó đối chiếu nhau cả nhà, giống như tiền mình mới rút ngân hàng là họ hay xếp như vậy. Đúng rồi, trời ơi cả nhà thấy không? Đó. Chị Hiền á thông minh lắm. Chị Hiền từng là vu đi lừa đảo mà. Đó mọi người, cột lại như vậy nè. Ờ cột ơi. Đó. Nó sao nữa? Mình cột nhiều lên để nó gỡ cái dây thun ra, nó mình còn có thời gian để mình làm việc khác. Rồi. Bây giờ chị Hiền đã chuẩn bị sẵn cái hộp rồi, mình sẽ bỏ tiền trong hộp đây nè. Rồi sao nữa? Rồi lại. Đó, ok. Rồi. Như vậy cả nhà trong thôi, mình bỏ khờ khờ ngon rồi người ta tưởng là tiền thiệt người ta lấy đi của nó thì sao? Ai Hiền cầm phải qua cho anh đi. Thì đây nè cả nhà. Chị Hiền đã bỏ được mấy trăm triệu, bao nhiêu? Trăm triệu. Đây, anh xin mở ra cho cả nhà coi nè. Đó, 100 triệu đó. Nhìn thấy tiền đô rồi, nó sẽ làm sao mà nó phân biệt được. Chứ bây giờ cả nhà làm sao mà có 100 triệu đưa cho nó được, tiền đâu đưa. Về anh Sen mua cái đây hết có 30 ngàn mà anh Sen còn không có tiền nữa. Anh Sen phải đi vay mượn anh Sen mua. Mà bây giờ nó kêu 100 triệu. Đó, bây giờ bỏ vô đây. Rồi. Mình cũng phải còn có một kế hoạch phụ. Nếu để nó lật lọng thì sao? Hoặc là nó phát hiện ra cái tiền đó là tiền giả thì sao? Anh có kế hoạch phụ rồi Hiền. Từ đây, kế hoạch phụ của anh là như thế này, hay lắm Hiền. Anh coi này nha. Bây giờ anh bỏ vô đây. Rồi. Thì đây nè Hiền. Bây giờ nha, ở đây á là anh có một cái máy phát điện. Cái máy phát điện. Ở xung quanh một nước. Cái máy phát điện nè. Đó. Được chưa? Nó có hai cái dây. Được chưa? Anh sẽ bắt vô đây. Đó. Kẹt vô nó giật cái hộp điện thì làm sao? Chưa. Đó, xong chưa? Đó. Kẹt vô đây, được chưa? Rồi. Khi mà Hiền tới Hiền đưa cho tên đó á, rồi bây giờ anh sẽ bắt lên đây luôn. Em sẽ mang cố định lại. Không. Mình phải chôn cái hộp điện ở dưới đất cho nó thấy cái hộp điện rồi xem mà nó sẽ nó kia. Mình cái dây điện dài mà cả nhà. À. Mình sẽ chôn
cái hộp điện xuống để nó không biết là có cái hộp điện. À mình chôn xuống xong rồi mình chỉ cầm ở đây mình tươi nó thôi. Đúng rồi, mình để cái nó sẽ hiện không. Vị trí rồi mình đặt cái đó ngay chỗ vị trí đó không. Cho nó. Anh nghĩ á, anh nghĩ lúc mà mình tới á là mình vậy nè. Mình mang nó vô chỗ. Mình mang nó vô bụng cái này hiền. Đúng rồi. Kiểu như này đó. Nó mình chia lại. Mình đeo đứa rồi à. Được chưa? Nó cầm vô một cái là mình bật công tắc lên liền. Đúng không? Nếu mà cái nhà nó dài cái nhà, nếu mà tới này á nó thật sự nó đưa lại kênh YouTube á thì không sao. Đúng không? Nhưng mà nếu mà nó không đưa á là mình sẽ kích hoạt cái hệ thống này. Đây. Trong đây cả nhà, nó có nút vặn nè. Đó, chỉ cần anh xin vặn lên thôi. Được chưa? Đó. Là nó sẽ giật. Rồi nó giật hai luôn sao? Không. Nó chỉ giật cái người cầm thôi chứ. Đâu, bây giờ anh chưa vặn mà. Đây ví dụ nha. Ví dụ em là thằng đó đi. Ví dụ em cầm vô vậy đúng không? Đúng rồi. Đó, là anh thả lấy ra là không bị. Rồi, ta lấy tiền rồi, ta không trả. Là đưa đây. Đây anh phải qua cho cả nhà coi. Đây cả nhà. Là anh xin sẽ vặn cái nút như thế này nha, từ từ anh xin vặn nè. Vặn. Trời ơi. Thả vô. Nó giật ghê lắm cả nhà, nó giật điên rồi luôn á mọi người. Thiên cầm lại đi. Thiên cầm lại đi. Đây cả nhà. Đó ví dụ cái máy anh xin gắn ở đây nha. Rồi, được chưa? Rồi ví dụ anh xin nói này nha. Ê thằng mũi to, mày đưa lại cái dưới cho tao không? Không, tao không phải đưa lại, tao vì tao có tiền rồi, còn lâu tao mới đưa. Đó, là cái nhà khi nó cầm vô đây anh xin sẽ vặn nè. Từ nó nói cho bỏ lên người anh xin. Đó, vặn nè. Đó, cái nhà thấy không? Trời ơi, ghê quá. Thấy cả nhà thấy ghê không? Nó giật nè, bây giờ anh xin sẽ thử lại nha. Rồi hiện cầm đi. Cho xu thử hai. Dạ. Cho xu thử. Xu thử hả? Ví dụ xu ôm vô cái đó thử. Đây cả nhà. Bây giờ nha. Rồi. Bây giờ xu ôm vô này. Rồi bây giờ hiền à, bây giờ nó cho xu thử thì bây giờ từ để bật công tắc. Từ chưa đâu. Rồi xu ôm vô nha. 1 2 3. Được chưa? Cả nhà chị thử bật công tắc nha. À. 1 2 3. Bật. Trời ơi, giúp việc bay tiền nó ngon luôn. Trời ơi. Cái đây á cả nhà là mới vặn cái mức nhỏ nhất thôi. Chứ nếu mà vặn lên cái mức mạnh nhất luôn á là tôi nó đảm bảo ngất xỉu luôn. À là nó có hai mức, một mức đầu tiên là chỉ làm tê thôi, còn mức thứ hai là mức làm ngất xỉu luôn. Đúng rồi. Đó, vì vậy á anh em mình phải có một cái kế hoạch dự phòng là như thế để lỡ tới á tối nay nó có vỏ mà hiền. Đó, hoặc là đồng bọn nó quýnh anh em mình thì sao? Mà đây cũng là số tiền lớn mà. Đúng rồi. Được chưa? Rồi, vậy là bây giờ á là bỏ tiền vô đây. Đó, còn bao lâu nữa là tới giờ gặp nó? Còn 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa hả? Vậy thì bây giờ anh em mình á nhanh chóng đi xuống ngay chỗ mà điểm hẹn đi. Đó, rồi quan sát vị trí xong rồi là gặp nó để giao dịch lấy lại kênh YouTube. Okay. Được chưa? Cả nhà lần đây á, ngoài việc trao đổi nếu mà được á, team anh xem sẽ leo vô khống chế cái tên mũi to và bắt về cho mấy chú công an luôn để tên nó không đi làm những việc xấu nữa. Thì cả nhà coi thử là team anh xem hành động như thế nào nha. Ok.